Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện Phi thường quan hệ do Đam Mỹ Tưởng Truyền thực hiện, tập 2. Kinh Tình cảm thấy công việc trợ lý này của cô sớm muộn gì cũng thất bại. Lần trước đã đồng ý có một cuộc phỏng vấn với tạp chí. Uông Hảo Duyên không biết gặp vấn đề gì, mọi người đều không liên lạc được. 12 giờ rưỡi, Kinh Tình ôm mèo nhỏ tới nhà Uông Hảo Duyên. Cô còn làm bài tập viên cho tạp chí, cho nên rảnh nhất mấy vụ đứng trước cửa nhà tác giả đã bàn thảo. Bất quá đây là lần đầu tiên cô đứng trước nhà Uông Hảo Diên, bởi vì Uông Hảo Diên thường ngày cũng khá chuyên nghiệp. Nhà Uông Hảo Diên ở trung tâm thành phố, người qua lại rất nhiều, chắc là ỷ vào mình không được hồng lắm nhưng không sợ bị nhận ra, cho nên cũng khá thuận lợi. Kình Tình ấn chuông cửa muốn gãy cả tay, bên trong vẫn không một tiếng động. Cô nhớ tới tài liệu mà Phí Nguyên đưa cho, phía trên có ghi mã chống trộm nhà Uông Hảo Diên. Thuận lợi vào nhà, Kinh Tình đè mèo nhỏ đặt xuống đất rồi bước tới phòng ngủ, mở cửa thấy Uông Hảo Diên nằm ngủ như bất tỉnh. Bởi vì nghẹt mũi nghiêm trọng nên có thể nghe thấy tiếng thở khò khè nặng nhọc. Phí Nguyên gọi điện thoại tới, Kinh Tình cũng bắt máy. Nguyên ca, cậu ấy đang ngủ, em cảm thấy cậu ấy không ổn rồi. Đặt điện thoại xuống, Kinh Tình kéo tay áo Uông Hảo Diên lên. Chắc do tư thế nằm vặn vẹo quá, Uông Hảo Diên cũng cau mày, chậm rãi mở mắt nói: "Chị gái, kéo muốn đứt gân tay tôi rồi." "Trời đất ơi, xong còng như vậy là toi rồi." Kinh Tình vội vàng tìm áo khoác. "Đi, nhanh đi bệnh viện, tôi đây vừa giúp cậu vận động vừa cứu một mạng người." Uông Hảo Diên lắc lư xuống giường, bước chân nhẹ tênh. Anh bám vào khung cửa. "Đợi chút, em có bệnh viện muốn tới, không đi chỗ khác được." Kình Tình tìm cái đĩa đựng nước đặt trước ở góc tường cho con mèo nói: "Đừng lằng nhằng nữa, có phải bệnh viện chuyên khoa đâu mà lựa chọn chứ." Uông Hảo Diên đeo khẩu trang và đội mũ lên, thời điểm cúi người mang giày liền trực tiếp lăn ra đất. Kình Tình nâng ăn giày rồi vội la lên: "Cậu hai à, trước tiên mang giày đúng đôi đúng cặp hộ chỉ được không? Cậu đứng lên được chứ?" Uông Hảo Diên vỗ vai Kinh Tình. "Đúng, chính là nhì viện, khoa tai mũi họng. Sản tân tối hôm qua trực tới nửa đêm, trời sáng thì về nghỉ ngơi tới trưa. Ăn trưa được nghỉ thêm chút nữa mới phải tiếp tục làm việc. Bình thường cậu ngồi khám bệnh, mỗi buổi chiều tan ca thì đi loanh quanh các phòng bệnh. Nhớ tới Uông Hảo Diên nói chữ cậu viết như chó cào, sản tân đi được nửa đường liền quay đầu đi vào bệnh viện. Mấy y tá trực ca đang thì thầm bàn tán gì đó, mà thật ra ngày nào mấy cô nàng chả xì xào to nhỏ với nhau. Sản tần cũng không thấy lạ, đi tới phòng bệnh án, sản tần liền khám từng giường một. "Hai ngày nay thấy sao rồi?" Sản tần từ đầu lấy ra que để lưới khám cho bệnh nhân giường số 17. Giường số 17 vừa chuyển vào vài ngày trước là một công nhân đã nghỉ hưu. Hắn hỏi: "Bác sĩ Giản, tôi chuyển hết nước biển rồi, có phải mổ không? Tôi cảm thấy nốt đồ ăn rất khó chịu nhưng lại không thấy đau." Giản Tân nói: "Không đau vậy là chưa tới lúc. Hiện tại trong cổ họng chú có mấy khối u còn nhỏ nên không đau. Hơn nữa chuyển nước biển là vì chú có dấu hiệu viêm, hai chuyện khác nhau." Giường số 17 nói: "Được, tôi nghe theo bác sĩ, vậy khi nào có thể phẫu thuật?" "Hai tuần này đã sắp xếp rồi, nhanh nhất phải chờ tới cuối tuần sau, buổi chiều." Sản tần hàn huyên cùng giường 17 vài câu, thuận miệng rồi hỏi: "Cô gái kia hôm nay không tới hả? Một mình chú không sao chứ?" Không đợi giường 17 trả lời, bà cụ giường 16 đã nói: "Cháu gái tôi với con gái ông ấy đi xem idol rồi, không thèm quản với người già chúng tôi đâu." Sản tần cũng cười nói: "Idol nào ạ?" Giường số 17 nói: "Dù sao tôi cũng không biết, y tá nói là mới làm thủ tục nhập viện, bọn thanh niên thích lắm." Sản tần xem qua phòng bệnh nàng rồi đi tới phòng bệnh cao cấp. Trên đường có mấy nữ y tá chạy ngược lại, có người nhà nữ, còn có cả bệnh vận nhân nữ. Y tá trực tiếp chỉ còn lại một người. Sản tần đi tới hỏi: "Mới tới là ai vậy?" Tiểu y tá mắt lóe vài tia mê muội: "Là Uông Hảo Diên đó, ảnh vừa cao vừa đẹp trai, nhưng mà trông tiểu tụy hốc hác lắm. Ôi mèo ơi, thương quá." Sản tần nghẹn lời, cậu quên mất Uông Hảo Diên cũng là idol.
lại có chút lo lắng. Làm sao lại nghiêm trọng tới mức nhập viện chứ? Tiểu y tá xé ra một tờ giấy từ sổ tay của mình, nịnh bờ Giản Tân. Bác sĩ Giản à, anh không phải muốn tới phòng bệnh xem qua sao? Giúp em xin chữ ký nha. Nha. Sau này anh muốn em nộp báo cáo em sẽ không trốn đâu. Bác sĩ Giản vừa tốt bụng vừa đẹp trai à? Chần chừ một lát, Giản Tân cầm lấy tờ giấy màu hồng nhạt rồi đi mất. Bên ngoài phòng bệnh của Uông Hảo Diên không ít người. Y tá tới chuyển nước biển cho anh có chút xúc động, không ngừng nhìn lén anh. Uông Hảo Diên vừa đói vừa khó chịu, mở camera trước nhỏ mặt mình tái không còn chút máu, lại không muốn bị Giản Tân bắt gặp chút nào. Ngoài cửa đột nhiên im mắng, chắc có ai sơ tán mọi người đi rồi. Uông Hảo Diên nghĩ thầm bà chị kinh tinh này, nhanh tay nhanh chân thật, không ngờ cửa mở ra, Giản Tân lại xuất hiện. Anh biết em vẫn còn quan tâm anh mà. Uông Hảo Diên lặng lẽ đấm giường một cái. Y tá buộc dây cao su ở cổ tay trái cho anh, sau đó bôi thuốc sát trùng. Giản Tân trầm mặc đi tới bên giường, nhìn vạch nước biển đang truyền vào, xác định không có vấn đề gì nghiêm trọng. Ôi! Uông Hảo Diên cứ nhìn Giản Tân suốt, nhưng bộ bàn tay tự nhiên nhói đau. Anh cúi đầu nhìn thấy y tá đâm kim vào rồi lại rút ra, sau đó lấy ngón tay dò tìm vết máu. Giản Tân cũng cúi đầu nhìn. Không thấy vết hả? Tay anh, ta sẽ lấy máu, đừng gấp. Y tá ngẩng đầu đau đớn nói, em run quá, bác sĩ Giản anh làm đi, em thấy idol là bị căng thẳng lắm. Uông Hảo Diên dựa vào gối đầu yếu ớt cười, chở y tá ra ngoài. Giản Tân ngồi bên giường chuẩn bị lấy máu. Uông Hảo Diên giơ tay phải lên nói, lấy bên này đi. Một tay Giản Tân nắm lấy tay Uông Hảo Diên, tay kia đẩy kim tiêm, máu trào ra. Dán băng dính lên ống cao su, Giản Tân nói, thả lỏng tay đi. Uông Hảo Diên mở tay ra, sau đó nhanh chóng nắm lấy tay Giản Tân. Giản Tân bực mình chừng anh, nằm yên đi, chạy kim bây giờ. Uông Hảo Diên rất nghe lời, cười cười buông tay ra. Giản Tân đầu tiên là lo lắng lấy máu cho anh, còn không chống cự khi anh nắm tay nữa. Anh cố mở to mắt không được nắm tay thì ngắm Giản Tân vậy. Giản Tân cả người không được tự nhiên, còn muốn chạy. Uông Hảo Diên lập tức nhìn ra, ho khan rồi nói, cổ họng anh khó chịu quá. Giản Tân rót ly nước ấm cho anh. Lúc Uông Hảo Diên ngửa đầu uống nước, Giản Tân sờ sờ cổ họng của Uông Hảo Diên một chút. Uông Hảo Diên kích động, thiếu chút nữa phun nước ra giường. Anh hắng giọng hỏi, em sờ hết đầu anh làm gì? Giản Tân đút tay vào túi áo nói, em sờ cổ anh thì sao, sưng tới lợi hại, đợi lát nữa thay bình thứ hai thì thêm thuốc giảm nhiệt vào. Uông Hảo Diên vẻ mặt mất mát, vậy hả? Giản Tân nhìn bộ dáng đáng thương của anh nói, uống nhiều nước ấm. Kinh tình mua đồ trở lại, cô nghĩ Uông Hảo Diên chắc chờ cô sắp tới chết luôn rồi. Kết quả là vừa bước vào phòng, Uông Hảo Diên đã nói, sao chị về nhanh vậy? Lại còn rủ bỏ người ta hả? Chào bác sĩ, cậu xem cậu ta bị thế nào? Kinh tình trông thấy bác sĩ liền chào hỏi. Uông Hảo Diên chen vào nói chuyện với Giản Tân, nhưng giống như đang phân bô hơn. Đây là trợ lý của anh, Kinh Tinh. Giản Tân nói với Kinh Tinh, xin chào, tôi đi trước, hai người ăn cơm đi. Uông Hảo Diên túm lấy áo của Giản Tân, nói ra lời kịch đã chuẩn bị sẵn. Tại phải anh thế này, làm sao ăn được chứ, em ở lại giúp anh đi. Không ngờ đã sớm tính kế rồi, trên bàn bày một chén cháo với mấy món ăn. Tay trái Uông Hảo Diên cầm thìa múc cháo, Giản Tân ngồi bên cạnh gắp rau cho anh. Kinh tình cả lầm không nói lên lời, gượng ồm nói, bác sĩ, để tôi làm cho, thật là phiền cậu quá. Uông Hảo Diên cũng bực bội ra mặt, ra sức nháy mắt với Kinh tình. Kinh tình đại khái cũng hiểu, Uông Hảo Diên muốn cô ra ngoài. Kinh tình từ trong giỏ sách lấy ra văn kiện được gấp lại, không đi ra ngoài. Thiếu gia, buổi phỏng vấn chiều nay tính sao đây? Uông Hảo Diên đang hưởng thụ được đút cho ăn lờ mờ đáp, chiều là chuyển ra ngoài, dù sao cũng không phỏng vấn trong phòng bệnh được. Kinh tình chờ anh nói vậy, lấy cây bút ghi âm ra nói, chỉ liên hệ với bên kia rồi, họ bảo chúng ta tự ghi lại rồi gửi qua cũng được, dù sao mấy vấn đề cũng nói nhiều rồi.
phỏng vấn gì vậy nhỉ? Uông Hạo Diên cũng mơ hồ, nhưng mà thấy Giản Tân đang ở đây liền đổi ý. Vậy giờ ghi âm luôn đi, Giản Tân cho em xem phong cách làm việc của anh nè. Kinh Tình mở văn kiện ra, một tay cầm bút ghi âm. Đây là chuyên đề phỏng vấn Tiểu Thịt Tươi, mỗi người hai trang tạp chí, chỉ bắt đầu nhé. Là một diễn viên trẻ tuổi, cậu từng có cân nhắc phát triển hình tượng bản thân như thế này không? Uông Hạo Diên đáp, mỗi diễn viên đều phải trải nghiệm, thách thức của nghề, từ đó xác định vị trí của mình, sau đó sẽ tìm ra phương hướng tốt nhất cho bản thân. Tôi hiện tại vẫn đang ở mức trải nghiệm, mọi người cùng chờ xem nhé. Câu hỏi thứ hai, trong bộ phim Hành Chí Thiên Minh, nhân vật cầu thủ vai là nhân vật thế nào? Uông Hạo Diên cảm giác Giản Tân đang nhìn anh, rồi anh đáp. Tôi đóng vai một sĩ quan, một người đem lợi ích dân tộc đặt lên hàng đầu. Có rất nhiều cảnh bắn súng, cụ thể thì tôi sẽ không tiết lộ đâu. Tới lúc đó mọi người cùng đón xem nhé. Bình thường trong phim sẽ diễn cảnh yêu đương, cậu thích diễn cảnh yêu đương như thế nào và cùng với nhân vật gì là cảm động nhất? Tôi thích kiểu gươm vớ lại lạnh. Uông Hạo Diên nhìn Giản Tân. Giản Tân hạ mắt không phản ứng, anh nói tiếp. Kiểu nhân vật gây cảm động đối với tôi khá nhiều, nếu phải diễn càng yêu đương, cố chấp đi, nhân phán tình thâm một người. Lông mì Giản Tân nhấp nháy, cậu cảm nhận được Uông Hạo Diên sùng tay cách mấy lớp bông băng sờ sờ mu bàn tay của cậu. Ghi âm sắp xong, Kim Tình khép tài liệu nói, vấn đề cuối cùng, miêu tả một chút hình mẫu lý tưởng của cậu đi. Uông Hạo Diên suy nghĩ 2 giây rồi nói, mắt đẹp, mặt nhỏ, dáng cao, da trắng, cùng tuổi với tôi. Giản Tân liền quăng cho anh ánh mắt sắc như dao, ánh mắt cười cười rồi đón lấy, nhưng mà còn chưa nói hết Kinh Tình liền chặn lời. Tào lao gì thế, công ty đã định cho cậu hình mẫu lý tưởng rồi mà, làm lại. Uông Hạo Diên giống như liền đáp, hào phóng tốt bụng, hiếu thuận với cha mẹ, chủ yếu vẫn dựa vào cảm giác đã. Nói xong, Kinh Tình hài lòng, kết thúc phỏng vấn. Uông Hạo Diên nghĩ nghĩ rồi than phiền nói, như vậy mơ hồ quá, khác gì chưa nói đâu. Kinh Tình thu thập tài liệu chuẩn bị qua tòa soạn rồi nói, fan căn bản không quan tâm hình mẫu của cậu là dạng gì được đâu. Fan chính là hy vọng cậu không yêu ai là tốt nhất. Nói như vậy dễ đoán ra có đối tượng lắm rồi, không rõ ràng thì mới yên tâm, cứ không thích cái để bọn người kia thích bị chuyện không soi mói lung tung thôi. Kinh Tình xách túi rời đi, Giản Tân nhìn đồng hồ trên tay cũng muốn đi làm việc tiếp. Cậu nhìn tờ giấy hồng nhạt trên bàn mới nhớ tới, sau đó lấy bút ra đưa cho Uông Hạo Diên rồi nói, ký tên một cái. Uông Hạo Diên lúc này cũng không để ý tay phải đang truyền dịch, xoẹt xoẹt ký vào đưa cho Giản Tân. Giản Tân vừa nhìn thiếu chút nữa thì ói máu, trên giấy viết, Tu Giản Tân, Sơn Vô Lăng, Thiên Địa Hợp, chỉ cần em vẫn còn thích anh. Năm 2001-314, Uông Hạo Diên còn vẽ một cái trái tim. Núi đá mòn, trời đất hợp lại, ý chỉ thời gian đi lâu tới đâu thì anh cũng không quan tâm ấy. Năm 2001-314, phát âm gần giống như anh yêu em một đời một kiếp. Giản Tân khám và ký tên hết ở các giường bệnh. Tiểu y tá lúc nãy cũng nhờ cậu xin chữ ký, vẻ mặt trông chờ. Giản Tân vô cùng ngượng mà nói dối. Xin lỗi, hình như dọc đường đi tôi làm rơi tờ giấy rồi, không ký được. Cô đi tìm anh ta đi, ở đây tôi trông cho. Tiểu y tá cũng sớm muốn chết, không sao không sao, phải phiền bác sĩ Giản nha. Giản Tân nhìn y tá kích động, cầm sổ chạy đi tìm người. Cậu giờ khóc giờ cười, gọi cô lại bảo, tiền đường tiêm cho anh ta thêm thuốc giảm sốt, chắc cũng tới lúc thai bình rồi. Tiểu y tá cam tâm tình nguyện, không làm châu ngựa vì nam thần đích thì là náo tàn rồi. Huống chi đó là công việc của cô nàng. Tùng tăng ghé phòng thuốc, lấy thuốc tiền tay vuốt vuốt tóc. Uông Hạo Diên nằm trong phòng bệnh nghịch điện thoại. Tiểu y tá hồi hộp gõ cửa tiến vào. Anh nhìn bình nước biển rồi nói, đổi thuốc hả? Có thể cho chảy nhanh chút không? Ông trời ơi, nam thần trong lòng cư nhiên bắt chuyện với tôi. Tiểu y tá mau chóng đem kim chích vào bình thứ hai, sau đó tìm thuốc giảm sốt vào, mặt đỏ bừng nói, bác sĩ giả nói thêm thuốc giảm sốt cho anh, cái này chảy nhanh sẽ khó chịu lắm. Uông Hạo Diên cũng gật đầu, vậy được rồi. Tiểu y tá lật sổ tay của mình sang trang mới, hai tay đưa tới trước mặt Uông Hạo Diên như đang cống nạp cái gì.
Có thể cho em xin chữ ký được không? Em rất thích anh. Phim của anh em xem không sót. Run chết tôi rồi. Chồng tôi nghiêm túc lắm sao? Ổn hào xin cũng cười rồi nhận lấy. Cầm bút nhưng chưa ký hỏi. Bệnh viện này có nhiều người tới khám nhỉ? Mọi người đều làm việc trước rất bận. Có thời gian nói chuyện yêu đương không? Không ngờ nam thần còn muốn nói chuyện phiếm với tôi. Tiểu y tá đáp. Y tá bọn em thì không tới nỗi. Có điều bác sĩ thì bận hơn. Em còn chưa có bạn trai đâu. Làm fan anh rồi em không để người khác vào mắt được. Uông Hào Xiên cảm thấy như vậy thật không tốt rồi khuyên. Yêu đương không nên chậm chế nha. Đúng rồi, vì bác sĩ giản kia đẹp trai thế cũng chưa yêu ai sao? Tiểu y tá nói. Không có, bác sĩ giản ít nói, em cũng không rõ. Nhưng mà bác sĩ giản là người vô cùng tốt. Uông Hào Xiên cũng nghĩ thầm, chỉ cần phát thẻ người tốt cho anh thôi là được rồi. Còn nói. Anh nhập viện có 2 ngày, không ngờ lại gặp được fan chân chính. À, ngày mai anh xuất viện rồi sao? Tiểu y tá cũng mất mát, nháy mắt lại khẩn trương nói. 777, xuất viện tốt chứ sao? Chỗ này không phải chỗ tốt lành gì, nhưng mà bệnh của anh chưa hết á. Uông Hào Xin làm bộ như đành chịu thôi. Biết làm sao đây, nếu như có điện thoại của bác sĩ thì tốt rồi, có chuyện gì có thể hỏi. Tiểu y tá thương tiếc nam thân, mở danh bạ điện thoại ra nói. Em cho anh số bác sĩ giản. Lúc Uông Hào Xiên lưu số có liếc tiểu y tá một cái. Thật là tôi ăn ở tốt tới mức nào lại có được fan đáng tin cậy thế cơ chứ. Nhận lấy cuốn sổ đã được Uông Hào Xiên ký tên, tiểu y tá vô cùng hớn hở đi ra ngoài. Đến tối kinh tinh mới quay lại. Uông Hào Xiên đang cô đơn xem điện thoại ngồi húp cháo. Thấy cô mặt mày hớn hở, Uông Hào Xiên nói. Ngài thấy tòa soạn đưa bài viết cũng lẻ quá hả? Kinh tình lột một nửa quả quýt nói. Kể ta lâu ngày chưa gặp người nhà mà. Uông Hào Xiên nhớ tới bạn trai Kinh tình là chủ biên của tòa soạn. Xem ra bài báo phỏng vấn anh lần này là do Kinh tình nhờ vả. Mấy diễn viên khác dạo gần đây cũng đang phát lên lắm. Anh nói với Kinh tình. Cảm ơn, em tranh thủ thăng chức cho chị sớm. Kinh tình đột nhiên cười to như trộm được gà. Không cần cảm ơn, chỉ hên thôi. Vừa nãy cậu nhìn điện thoại cười ngu cái gì đấy? Uông Hào Xiên mất hứng nói. Cái gì mà cười ngu chứ? Phải gọi là cười ngọt ngào. Em cùng bạn học cũ ôn lại chuyện xưa. Kỳ thực phía bên kia không có để ý anh. Kinh tình hỏi. Không phải là bác sĩ giản chứ? Uông Hào Xiên giả bộ như bị phát hiện. Chị biết rồi hả? Kinh tình cũng lắc đầu không nói. Uông Hào Xiên nói. Tụi em trước khi học chung rất thân. Ai quản lấy người thân hay không thân? Kinh tình lột cho Uông Hào Xiên một quả quýt. Bác sĩ giản có bạn gái chưa? Uông Hào Xiên nhíu mày mánh liền lắc đầu. Kinh tình lại hỏi. Vậy bác sĩ giản có bạn trai chưa? Uông Hào Xiên cảm thấy như muốn sốt lại rồi. Nằm xuống chùm chân kín mít. Chị làm sao vậy? Chị đừng có mắt chó đoán bậy bạ người ta. Cậu mới mắt chó ấy. Kinh tình là lối chỉ đùa chút thôi mà. Cô vẫn còn bực bội. Uông Hào Xiên bàn ấy như đang mê muội yêu đương ai đấy. Phòng bệnh cũng tắt đèn. Uông Hào Xiên nằm trong chăn gửi tin nhắn cho Giản Tân. Bạn ấy lúc ăn cơm có gửi anh là Hào Xiên, nhưng mà Giản Tân không trả lời. Tin thứ hai, buổi tối anh chưa uống thuốc. Tin thứ ba, Giản Tân, anh đang quỳ nè, không tới đây anh sẽ không đứng lên. Tin thứ tư, bảo bối tới đây đi mà. Giản Tân nằm trên giường, điện thoại đang sạc pin ở đầu giường. Tin nhắn tới liên tiếp, cậu mở ra đọc rồi lại tắt đi. Cứ như vậy mấy lần. Một hồi sau không thấy Uông Hào Xiên gửi nữa. Giản Tân anh đoán đi ngủ rồi. Lúc cậu đang ngủ, tin nhắn lại tới. Giản Tân thực sự rất buồn ngủ, vừa nhìn giờ vừa đọc tin nhắn. Sau đó ánh mắt đột nhiên sáng lên. Giản Tân, em có nhớ trước đây anh cũng gửi nhiều tin cho em như vậy không? Trước đây Uông Hào Xiên và Giản Tân ngồi chung. Giản Tân ít nói, chỉ luôn nói với câu Uông Hào Xiên đừng nói nữa. Uông Hào Xiên rất thích giờ tự học, ngồi vẽ vời hơn là giải đề toán. Chưa bao giờ nghiêm túc làm bài, luôn đợi tan học muộn rồi mới chép đáp án của Giản Tân. Sau khi phát bài kiểm tra giữa kỳ, Uông Hào Xiên vô cùng đắc ý nói. Mấy lúc ấy tôi tự chép lại đáp án thì bao nhiêu cũng không sợ. Giản Tân nói, cậu lần trước thi cũng 10 điểm, có gì phải sợ. Cậu thi cũng rất tốt mà. Uông Hào Xiên cầm phiếu điểm của Giản Tân lên xem, tỉnh ngộ nói. Ngôn ngữ văn cậu không đủ điểm à?
Khó trách cậu không thường xuyên nói chuyện, thì ra là văn vẻ tới giáo viên cũng sợ luôn. Sản tần cũng chẳng muốn đôi co với anh, gấp bài thi bỏ vào cặp. Uông Hạo Diền liếc nhìn bài thi của cậu, chưa viết kiểu này ai đọc nổi một dòng đấy. Vừa lúc dòng đầu lại là cái đề bài. Sản tần thu dọn sách vở xong bước đi, Uông Hạo Diền mới có phản ứng, đuổi theo đi cùng, phàn nài rồi nói: Hôm nay chưa cho tôi chép bài đó, như vậy đi, cho tôi số của cậu, về sau trực tiếp gửi đáp án qua. Về sau, mỗi ngày Sản Tần đều nhắn tin gửi đáp án cho Uông Hạo Diền. Chỉ một tin thôi, nhưng mà Uông Hạo Diền sẽ nhắn lại vài tin. Tỉ như cảm ơn thầy Giản, thi vào Thanh Hoa, sửa hết vào thầy Giản rồi. Tỉ như 40 đáp án cậu nhắn không có tới một dấu chấm, rối quá, lòng tôi cũng rối theo. Tỉ như Sản Tần của tôi hôm nay đã luyện chữ chưa? Hạo Diền của cậu bảo đừng luyện nữa, không cứu vãn được đâu. Xì đồng cũng lại vang lên, Sản Tần trong ký ức hoàn hồn. Uông Hạo Diền bên kia như đang hét to: Ngủ ngon. Sản Tần mở to mắt nhắn lại, vừa suy nghĩ nếu cậu không nhắn lại, có phải anh sẽ ngủ thật không? Do dự hồi lâu rồi nhắn một câu ngủ ngon. Uông Hạo Diền đang chờ tới mắt sắp mù, lồng ngực bỗng cuồn cuộn nóng lên. Ngày hôm sau, Phí Nguyên và Kình Tình đưa Uông Hạo Diền ra viện. Kình Tình còn mang theo con mèo nhỏ kia, Phí Nguyên để cô chờ trong xe, hắn đi làm thủ tục xuất viện. Giản Tân vừa học xong như thường lệ đi khám các phòng bệnh, đi ngang qua trạm y tá nhìn thấy người ở quầy thu tiền phí ở phía trước có chút quen mắt. Phí Nguyên làm thủ tục xuất viện cho Uông Hạo Diền xong, quay người vừa vặn bắt gặp Giản Tân. Nguyên ca. Giản Tân nghĩ mình nhìn lầm rồi. Giản Tân. Phí Nguyên đổi lại còn kinh ngạc hơn. Hóa ra cậu làm việc ở nhi viện hả? Cậu làm ở khoa này sao? Thảo nào bảo Uông Hạo Diền cảm mạo sao lại tới khoa tai mũi họng chứ? Giản Tân cũng xấu hổ cúi đầu. Phí Nguyên thấy mình lỡ lời nói xin lỗi. Giản Tân cũng lắc đầu nói: Không sao, anh tới thăm Uông Hạo Diền hả? Anh ấy chắc đang chuyển nước biển, trông như mới đến hôm nay ấy. Phí Nguyên nói: Anh tới đưa nó ra viện, phải đi ngay tới chỗ quay phim. Vậy hả? Sản Tần cũng chậm rì nói: Anh ấy chưa khỏe đâu, giọng khàn lắm, không thể tiếp tục nghỉ ngơi sao? Lồng tiếng thì đợi hậu kỳ làm cũng được. Phí Nguyên nói: Phải về quay cho xong phân cảnh của hai ngày nay, bệnh cũng phải về. Hai người nói xong thì tới phòng bệnh. Uông Hạo Diền quả nhìn đang chuyển nước biển, sáng sớm đã bắt đầu chuyển, bây giờ đã chuyển xong rồi. Uông Hạo Diền hai mắt sáng rỡ, chắn trước Phí Nguyên vui vẻ chào Giản Tân. Giản Tân không nói gì, đem nước biển chỉnh chạy chậm lại. Uông Hạo Diền vội vã nói: Anh hơi khó chịu, có phải do dịch chảy nhanh quá không? Giản Tân xoay người ấn ngực Uông Hạo Diền nói: Ngực có khó chịu không? Uông Hạo Diền không chớp mắt: Đập nhanh lắm. Sản Tần nhìn chằm chằm Uông Hạo Diền, nhìn tới 5-6 giây, cuối cùng xác định anh không khó chịu chỗ nào. Cậu ngẩng đầu thấy nước mắt chảy hết rồi, bèn rút kinh tim ra. Uông Hạo Diền biết bị vạch trần rồi, chỉ có thể ngoan ngoan đứng yên. Thu dọn hết đồ đạc, Phí Nguyên cùng Uông Hạo Diền rời khỏi phòng bệnh. Tới cửa phòng, Sản Tần tiếp tục đi kiểm tra các phòng khác. Uông Hạo Diền đứng lại bình tĩnh nói: Sản Tân, anh đi đó nha. Sản Tân không đáp, quay qua nói với Phí Nguyên: Nguyên ca, đi đường cẩn thận. Uông Hạo Diền không từ bỏ còn nói: Sản Tân, anh sẽ liên lạc với em, đừng không trả lời anh. Sản Tân cười nói với Phí Nguyên: Đi đi, lát nữa sẽ kẹt xe đấy. Uông Hạo Diền bước về phía trước Sản Tân, giọng anh vốn đang khàn thấp giọng tiêu nghỉu nói: Sản Tân, anh đã bắt đầu nhớ em rồi. Sản Tần thở ra một hơi, nhét mấy viên thuốc còn nhộng vào túi áo khoác của Uông Hạo Diền nói: Nhớ em thì lập tức uống hai viên thuốc, đừng để bụng đói mà nhớ, sau khi ăn xong hãy nhớ. Uông Hạo Diền cẩn thận từng bước rời đi, trái tim lúc này thực sự khó chịu, có loại bắn pháo hoa ì đùng đến khó chịu này.